Chăm sóc thú cưng liệu có khó? Chăm sóc thú cưng tốt cần những gì? Tất cả đã có tại Thái Vũ Cattery. Tìm hiểu ngay ở đường link phía bên dưới nhé. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài viết đàn ông thích mèo, đàn bà thích chó. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Linh Vũ. Và chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu tại sao xem là đàn ông thích mèo còn đàn bà lại không phải thích chim mà lại thích chó nhá. Ok, hãy bắt đầu ngay thôi nào. Đây không phải là kết quả cuộc nghiên cứu nào về sự khác biệt giữa suy nghĩ, cách hành xử giữa đàn ông với đàn bà. Đây cũng không phải là bức tranh toàn cảnh đúng với nhiều mảnh cuộc đời. Có chăng những gạch đầu dòng này chỉ là vài giọt đời ngưng đọng trên lăng kính cảm quan của riêng tôi trong một thời điểm nhất định. Đàn ông thích mèo, còn đàn bà thì thích chó. Tôi không nói tất cả đàn ông hay đàn bà, nhưng phần lớn những người tôi có cơ hội gặp gỡ, quen biết đều có xu hướng như vậy. Đàn ông thích mèo bởi loài mèo lúc nào cũng có chút đỏng đành, điệu đà, nhõng nhẽo, tạo cảm giác cần được nâng niu, vỗ về, che chở. Kể cả chủ nhân gọi cũng hiếm khi con mèo nào chịu quay lại, ăn xong là vuốt đuôi đi luôn. Điều này kích thích ở đàn ông bản năng chinh phục, khát vọng chiếm hữu. Trong khi đó, đàn bà lại thích chó nhiều hơn bởi sự trung thành, trí thông minh. Chó được sinh ra với nghĩa vụ canh gác, bảo vệ mà đàn bà lại luôn thiếu cảm giác an toàn. Chắc hẳn ai cũng từng nghe được câu chuyện về chú chó trung thành Hachiko chờ chủ tới hơi thở cuối cùng tại Nhật Bản. Lòng trung thủy cũng là những thứ đàn bà mong cầu. Nhận ra sự khác biệt trong đặc tính giới này, nhà sản xuất series BoJack Horseman cũng đã xây dựng nhân vật chú chó Mr. Peanut Butter là nam giới, trong khi miêu nữ Princess Caroline tất nhiên là mang giới tính nữ. Đàn ông si mê phút đầu, đàn bà nặng lòng phút cuối. Các cô gái đang ở trong một mối quan hệ không tên trong thời gian dài, khả năng cao là chàng trai đó chưa đủ tình cảm với bạn. Đàn ông có tính duy mỹ khá cao nên có xu hướng dễ dàng bị thu hút và say mê. Hơn nữa, bản tính của đàn ông là quyết liệt. Nếu tư duy đàn bà là một đường rích rắc thì suy nghĩ của đàn ông lại là một đoạn đường thẳng tắp. Bởi vậy, một khi đã rơi vào lưới tình, họ sẽ luôn chọn thế chủ động tấn công, nắm quyền quyết định cuộc chơi. Trong khi đàn bà ở giai đoạn đầu lại có xu hướng thờ ơ, không mấy để tâm. Cảm giác an toàn là điểm tựa rất tự nhiên của phụ nữ nên rất ít cô gái dồn toàn bộ tâm huyết, đầu tư hết thời gian cho một món bảo hiểm mới toanh rủi ro cao. Bắt đầu ở cửa trên, nhưng đàn bà hầu hết kết thúc một cuộc tình ở kéo dưới. Eva được thượng đế tạo ra từ xương sườn của Adam nên bản chất chính là yếu đuối. Hiếm cô gái nào có thể tự tin bước ra khỏi một mối tình đổ vỡ mà không bị lụy, có chăng thì cũng chỉ là lớp vỏ bọc gắng gượng. Đàn ông không nói chia tay nhưng lại muốn rời đi, đàn bà nói chia tay nhưng lại muốn níu lại. Lời chia tay có thể được nói ra từ hai phía, nhưng đàn ông lại luôn biết cách để người phụ nữ phải buông tay trong trường hợp suối nguồn tình ái bên ngực trái của anh ta đã khô cạn trước. Nỗi sợ lớn nhất của một người đàn ông chính là nước mắt của đàn bà. Bản năng của phái mạnh là bao bọc, che chở chứ không phải là dẫm đạp hay là hủy hoại. Bởi thế, đàn ông luôn tránh nói lời chia tay vì không dám đối diện với nước mắt, sợ làm tổn thương người phụ nữ của anh ta. Cũng vì lẽ đó mà trong series Friends, chàng trai Chandler đã 5 lần 7 lượt tìm không gian, thời điểm thích hợp nhưng vẫn không thể nói lời tạm biệt với người tình Janice. Vậy tại sao người phụ nữ, vốn được coi là phái yếu lại có thể mạnh mẽ cắt đứt một cuộc tình vốn đã chết trong trái tim của đối phương? Vì họ sợ cảm giác bị thương hại. Trong tình thế này, nếu cứ cố chấp tiếp tục, tất cả những yêu thương mà đàn bà trao đi chỉ có thể đổi lấy lòng thương hại của người bạn tình hảo tâm, nhân đạo ưa làm việc thiện nguyện. Nhưng đằng sau quyết định chia tay tưởng chừng như dứt khoát luôn là lời thỉnh cầu thầm thì, anh ơi, anh ở lại. Đàn ông thích phiêu lưu, đàn bà ưa yên bình. Ngay từ khi có ý thức về khả năng lao động, con người, đặc biệt là nam giới đã lao vào công cuộc săn bắt hái lượm. Ngay cả chàng bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn cũng gặp được công chúa của đời mình trong một chuyến đi săn. Tập quán săn mồi này không hề kết thúc ngay cả khi đàn ông đã đeo chiếc nhẫn thề lên ngón áp út bàn tay trái. Phải đến 97% nam giới thừa nhận mình đã từng ngoại tình, kể cả trong tâm tưởng. Sẽ ra sao nếu một ngày bạch mã hoàng tử lại vào rừng tiếp tục chuyến phiêu lưu bắt gặp cô công chúa khác? Ngoại tình có thể diễn ra ở cả hai giới, tuy nhiên ở nữ giới tỷ lệ bao giờ cũng ít hơn, vì thuộc tính của đàn bà là ưa chuộng sự ổn định, an toàn và bình yên. Ở rất nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là những nước phương Đông như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc, người phụ nữ sau khi lấy chồng đã chấp nhận gác bỏ tư cách xã hội, sống với tư cách gia đình, đảm đương công việc nội trợ, chăm chồng và nuôi con. Trong phim điện ảnh Fences của đạo diễn Denzel Washington, câu nói của người vợ Rose sau khi biết người chồng Troy của mình ngoại tình đã đem về cho bộ phim giải Oscar về lời thoại hay nhất. Em đã luôn ở bên anh mà. Em đã luôn ở ngay đây mà Troy. Em cũng có cuộc sống chứ.
em cũng bỏ ra 18 năm cho cuộc đời của mình để dậm chân tại chỗ cùng anh. Anh có bao giờ nghĩ là em cũng muốn điều khác? Anh có nghĩ là em cũng có ước mơ và hy vọng không? Anh có nghĩ là em cũng có từng muốn được ở bên người đàn ông khác không? Rằng em muốn ăn nằm với ai khác và quên đi trách nhiệm của mình? Rằng em cũng muốn ai đó làm em cười để em được hạnh phúc? Đâu phải mỗi anh là có khát vọng và nhu cầu, nhưng em vẫn phải ở bên anh là Choi. Em nhặt nhạnh mọi cảm xúc của mình, mọi mong muốn, nhu cầu và ước mơ, chôn chúng ở bên trong anh. Em gieo bằng một hạt giống và cầu nguyện ở bên nó. Em gieo mình vào anh và mong chờ hé nụ. Nhưng chẳng cần đến 18 năm thì em cũng biết trong anh là sỏi đá, và nó sẽ không bao giờ đờm hoa cái trái. Chính bởi những mảnh ghép chênh lệch trong thuộc tính này, bức tranh gia đình hạt nhân, mô hình gia đình bao gồm một vợ, một chồng và con gái, đôi khi không thể xếp vừa một khung ảnh. Đàn ông chọn gu, đàn bà chọn người. Cả hai giới đều có gu bạn tình hấp dẫn, thu hút, nhưng thực tế để bắt đầu một cuộc tình lại có nhiều điểm khác biệt. Gu của đàn ông rất đa dạng và có thể thay đổi theo thời gian. Khi anh ta còn trẻ thì một cô gái xinh xắn, dễ thương và có thể là cá tính một chút thì sẽ là lựa chọn. Nhưng khi có tuổi, người đàn ông lại cần một người phụ nữ sâu sắc, biết cảm thông, quyến rũ và gợi tình. Những người đàn bà có một vài đặc điểm đúng gu sẽ nhanh chóng lọt vào mắt xanh và trở thành ứng cử viên sáng giá cùng anh ta bước lên một đoạn tình trường. Vậy gu của đàn bà thì sao? Người phụ nữ này có thể mê mẩn những anh chàng nghệ sĩ phóng khoáng và lãng mạn. Cô gái kia lại say đắm các anh thư sinh điềm đạm và ít nói. Gu có thể tác động đến ấn tượng ban đầu, nhưng đối với đàn bà đó không phải là yếu tố mang tính chất quyết định. Người ta nói đàn bà yêu bằng tai quả không bao giờ là sai. Chiến thuật mưa dầm thấm lâu chưa bao giờ là lỗi thời trong công cuộc chinh phục phụ nữ. Để lựa chọn giữa một chàng trai đúng gu nhưng mà thờ ơ và lạnh nhạt, và một người đàn ông tuy không hợp gu lắm nhưng lại quan tâm chăm sóc, ở bên cạnh những lúc yếu đuối, phụ nữ sẽ luôn ngả về nơi có vòng tay yên bình. Đàn bà khóc lúc trước, đàn ông đau về sau. Cuộc chia tay nào cũng sẽ kết thúc bằng nước mắt của đàn bà. Thời gian đầu sau chia tay, người phụ nữ thường có xu hướng suy sụp hoàn toàn. Đàn bà trong tình yêu giống như một loại cây dây leo yếu mềm, cho rằng đã tìm được cây tùng bách vững chắc của đời mình, nhưng nào ngờ cuộc tình chẳng yên bình như mộng tưởng. Sau một thời gian dài tự thôi miên bản thân với thói quen leo bám, quãng thời gian đầu của cuộc chia tay, người đàn bà sẽ rơi vào trạng thái hoang mang và hoảng sợ, nỗi sợ không thể sống thiếu người tình. Thế nhưng, đặc ân cho con người chính là khả năng thích ứng. Đàn bà cần thời gian để thay đổi từ thói quen cũ sang thói quen mới, và cô đơn cũng là một dạng thức thói quen. Đàn ông thì lại khác, những ngày đầu sau cuộc chia tay, họ sẽ tìm đến những thú vui, những trò chơi mới để giải khuây. Thậm chí đàn ông sẵn sàng lao ngay vào những cuộc đi săn để thỏa mãn sự kích thích. Khả năng khám phá đã bị trói chặt ở bấy lâu. Tuy nhiên, sau một thời gian rong ruổi thỏa thuê, người đàn ông có xu hướng quay đầu nhìn lại những thứ mình đã đánh mất, và đó cũng chính là khoảnh khắc những lưu luyến, tiếc nuối và hai chữ dài như xuất hiện. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!